Cuộc hoàng tại Kazakhstan thêm một bài học về sự ổn định chính trị thành châu. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Kazakhstan trong những ngày đầu năm 2022 đang thu hút sự quan tâm theo dõi của dư luận thế giới. Từ ngày 2 tháng 1 năm 2022, hàng nghìn người đã đổ xuống đường biểu tình đốt phá, gây bạo loạn, đẩy Kazakhstan vào cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Vốn là một quốc gia trụ cột về ổn định chính trị và kinh tế tại khu vực Trung Á trong không gian hậu Xô Viết những cuộc biểu tình bạo loạn gây thiệt hại nặng nề về con người và tài sản tại nước này có thể coi là sự bất ngờ lớn đối với cộng đồng quốc tế đến nay chính phủ kazakhstan đã dần lấy lại kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất ổn để giải quyết gốc rễ vấn đề gây ra sự khủng hoảng vừa qua và những hậu quả của nó chính quyền nước này sẽ còn phải mất nhiều thời gian nguyên nhân của cuộc khủng hoảng đang được phân tích mổ xẻ nhiều người cho rằng đó là kết quả của cuộc tranh giành quyền lực giữa người trung thành với cựu tổng thống nayabayev người đã cầm quyền tại quốc gia này trong suốt ba thập kỷ vừa qua với chính quyền đương nhiệm của tổng thống tokayev nga cáo buộc chính phủ mỹ đứng sau những cuộc biểu tình bạo lực bất ổn ở kazakhstan nhưng mỹ đã ngay lập tức bác bỏ những cáo buộc này kazakhstan vốn được coi là sân sau của nga nhưng với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú Kazakhstan từ lâu cũng trở thành nơi để các công ty năng lượng khổng lồ của Mỹ đổ hàng chục tỷ đô tiền đầu tư. Ngoài ra, Kazakhstan cũng là nguồn cung cấp dầu mỏ và hành lang giao thông quan trọng cho sáng kiến vành và đai con đường của nước láng giềng Trung Quốc. Cho dù nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng chính trị tại Kazakhstan là gì đi nữa, thì bài học quan trọng cần rút ra từ cuộc khủng hoảng này vẫn là làm thế nào để giữ được sự ổn định chính trị, tránh được những điều tương tự có thể xảy ra đối với những quốc gia có chủ quyền có vị trí địa chính trị quan trọng có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú nhiều tiềm năng để đầu tư phát triển thực tế cho thấy những nước không giữ được ổn định chính trị đều phải chịu những hậu quả nặng nề mà người gánh chịu trước hết và nhiều nhất không ai khác chính là nhân dân những người lao động trong xã hội bài học của libya ukraine myanmar kazakhstan ai cũng có thể thấy rõ ổn định chính trị là một lợi thế lớn của việt nam trong suốt nhiều năm qua trong bối cảnh bất ổn gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới sự ổn định chính trị xã hội của Việt Nam là một lợi thế quan trọng để phát triển. 35 năm trôi qua kể từ khi thực hiện đường nối đổi mới và mở cửa vào năm 1986, Việt Nam từ một nước kém phát triển đã nhảy vào thành nước có thu nhập trung bình. Sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên rõ rệt, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Việt Nam ngày càng trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài và khách du lịch quốc tế. Vai trò và vị thế của đất nước ngày càng được nâng cao. Từ năm 1990 trở lại đây, hầu hết các nước trong khu vực đều xảy ra các cuộc đảo chính hay khủng hoảng chính trị trong khi đó nền chính trị của việt nam luôn ổn định đây là một đảm bảo cho sự gắn kết để thực hiện chính sách kinh tế xã hội nhất quán các nhà nghiên cứu quốc tế đều cho rằng chính sự ổn định chính trị đã trở thành ưu điểm xuyên suốt quá trình phát triển của việt nam một ưu điểm mà không phải quốc gia nào cũng có được nhiều năm qua các thế lực thù địch chống phá luôn tìm cách làm cho tình hình chính trị ở việt nam mất ổn định lợi dụng những sơ hở thiếu sót trong quản lý những bức xúc trong xã hội cuộc sống của nhân dân và những vụ việc tham nhũng tiêu cực chúng liên tục xuyên tạc các thông tin vu khống lên các trang mạng xã hội để xuyên tạc bản chất nền dân chủ của ta vu khống việt nam vi phạm dân chủ nhân quyền kêu gọi phải xóa sổ kinh tế nhà nước yêu cầu đa nguyên đa đảng thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa để giải tán sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam kích động dư luận quần chúng biểu tình gây rối tại một số địa bàn nhạy cảm Đối với các cuộc chiến chống tham nhũng mà Việt Nam đang tiến hành hiện nay, chúng xuyên tạc rằng đây là cuộc đấu đá thành trừng nội bộ. Về vấn đề Biển Đông, các thế lực cơ hội thù địch tìm cách dẫn dắt dư luận theo hướng lãnh đạo Việt Nam sợ không dám kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, yêu cầu Việt Nam phải chọn phe, dựa vào Mỹ để chống lại Trung Quốc. Hơn ai hết, người Việt Nam hiểu rõ giá trị của hòa bình và sự ổn định, chính trị, xã hội với trình độ dân trí hiểu biết về mạng xã hội ngày càng được nâng cao và những trường hợp khủng hoảng chính trị từ một số nước trong khu vực và trên thế giới trong thời gian gần đây. Những người dân Việt Nam hiểu rõ rằng nếu nền tảng chính trị xã hội mà bất ổn thì sẽ kéo theo bất ổn nhiều mặt, gây nguy hại cho sự phát triển bền vững của một quốc gia cũng như cuộc sống của chính bản thân họ. Bởi vậy, họ không thể bị đánh lừa bởi những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam trên mạng xã hội.